Hello, xin chào mọi người. Đây sẽ là một video clip dành cho những bạn nào vừa đi chơi về mà da bị sạm nắng nha. Vừa rồi thì Phương cũng có đi biển nè, rồi đi những khu vui chơi, nói chung là rất là nắng luôn. Thì về da của mình nó cũng bị sạm sạm, nhưng mà mình có một cái cách để cho nó hồi phục lại cái làn da của mình khá là nhanh luôn. Nhưng mà cái cách này á chỉ dành cho những bạn là da kiểu đã sáng rồi xong bị sạm đen do nắng ấy thì chúng ta mới áp dụng nha. Còn những bạn nào mà kiểu da chúng ta không có được sáng do lắm ấy mà chúng ta muốn dưỡng trắng ấy, thì chúng ta phải dùng, mình nghĩ là khoảng 1 tháng 2 tháng thì nó mới kiểu nâng tông da được nha. Đầu tiên để cho làn da chúng ta nó mềm mượt mà nó nâng tông nhanh ấy thì các bạn chắc chắn sẽ mua một cái hộp tẩy da chết cho mình nha. Thật ra tẩy da chết mình cũng đã dùng khá là nhiều loại rồi, nhưng mà quanh đi quẩn lại thì mình vẫn thích Coco nhất. Cái lý do là tại vì thứ nhất là giá nó khá là ổn, mà một lọ của nó cũng được dùng được lâu á, mùi thơm cà phê cái thứ rất là dịu nhẹ. Cái điều mình muốn lưu ý với mọi người là hiện nay Coco nó cũng được làm pha kem khá là nhiều trên thị trường á, cho nên khi mà mọi người mua, mọi người nhớ là mua link chính hãng nha. Và link chính hãng thì mình sẽ để dưới comment cho mọi người, tránh chúng ta dùng phải hàng vét xong rồi kiểu nó bị dị ứng ảnh hưởng đến da thì kiểu xu lắm á. Ok, bước tẩy da chết thì chắc chắn là đến sữa tắm, thì đây là cái loại mà mình hay dùng và mình rất là thích dùng luôn. Ba cái điểm cộng của mình dành cho cái em sữa tắm Hatomuji này, cái thứ nhất là cái mùi hương của em ấy bám trên người khá là lâu, mùi hương nhẹ nhàng rất là thoải mái. Cái thứ hai là nó làm da của mình mịn màng hơn và nó có sự sáng hơn, phải nói là nó có cái sự nâng tông da hơn ấy. Và cái cuối cùng là da nó khá là bình dân. Good. Trước mình có làm một video clip về tắm body ấy, nhưng mà mọi người kêu là sao nhiều bước quá vậy. Thì thật ra để dưỡng trắng ấy nó sẽ có rất là nhiều bước, nhưng mà để phục hồi da của mình ấy, thì mình chỉ có 3 bước thôi. Và hồi nãy là chúng ta có tẩy tế bào chết nè, tắm bằng sữa tắm trắng da nè, và cuối cùng ấy thì chúng ta chỉ cần bôi lotion thôi. Cái lotion này mục đích của nó sẽ là dưỡng ẩm da cho chúng ta. Khi mà da chúng ta có đủ độ ẩm ấy, thì nó sẽ từ từ nó mềm mịn và nó trắng sáng hơn. Thì mình sẽ có hai loại, mình đang dùng cái này với lại cái này. Đặc điểm của cái loại Vaseline body tone up này á là nó sẽ mang một cái mùi hương, nó như kiểu sữa dưỡng thể mọi người. Khi mọi người đi đâu nắng hay là thế nào đi, mọi người muốn thơm á thì mọi người bôi cái lotion này lên, nó vừa làm sáng da, nó không phải kiểu sáng ảo đâu nha, nó là sáng da nhìn nó rất là thật luôn á. Cái này mình thấy dùng một thời gian liên tục á thì nó có sự cải thiện về màu da thật sự nha. Thì mình thấy khá là phổ biến, cái này chỉ là vitamin E cream. Em này là kem dưỡng body vitamin E cream hàng nội địa Úc, thì cái chất của nó sẽ hơi dày hơn Vaseline một chút, cho nên khi mà thoa các bạn thoa một lớp mỏng thôi là được rồi. Xong rồi, nói chung là có một cái combo kiểu cực kỳ đơn giản, 3 món. Những cái món này mua hàng chính hãng thì mình sẽ để dưới comment nha. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ nè. Bye bye.